và các bạn đang được thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời của cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa Sequin Vega V-153. Với trang bị bát súp 40 và quả kèn gang siêu khủng trên model loa nổi tiếng này, đây là một trong những dòng loa có thể chơi được đa dạng các thể loại nhạc và với chất âm karaoke chuyên nghiệp cho những không gian phòng khách lớn hoặc các nhà hàng, quán bar hay vũ trường hoặc những quán karaoke chuyên dụng. Với cấu hình của cặp loa Sequin Vega V-153 đến từ Mỹ còn đang mới, long lanh, đẹp, xuất sắc tới từng cm trước máy quay. Với đẳng cấp cũng như phong cách thể hiện và uy lực mạnh mẽ mang lại cho chúng ta trải nghiệm thưởng thức âm nhạc như đang được lên sàn với cặp loa có công suất lớn tới 1.600W trước máy quay. Và chúng ta thấy được rằng không riêng gì cấu hình chất âm rất là tuyệt vời và uy lực mạnh được gọi là như sấm, chúng ta còn có thể thấy được rằng với thiết kế khá là đẹp trên cặp loa V-153 thương hiệu nổi tiếng được sản xuất tại Mỹ trước máy quay. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định, chúng ta cùng tham khảo và cùng trải nghiệm tiếp theo một vài bản nhạc quen thuộc tôi hay thường test trên kênh, và chúng ta sẽ thấy được sự thể hiện uy lực mạnh mẽ như là một vũ trường đích thực trước mặt với công suất 1.600W của Sequin Vega V-153. Ngọt ngào đêm mai cũng tạm dừng bay. Cảm giác thấy tuyệt vời không ạ? Rất là mạnh mẽ với bát thả như sấm và phần trung âm thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình của Sequin Vega V-153 đến từ USA. Được trang bị phần thùng gỗ siêu bền và được bọc một lớp nhung nỉ phía màu xung quanh thùng loa là phía màu xám và phía mặt trước thì màu đen sang trọng. Và với phong cách trang trí trên cặp loa Sequin Vega V-153 sở hữu chiều cao lên tới 80, chiều ngang 50 và hậu sâu tới 48cm trên cặp loa này. Với công suất cho cả đôi tối đa ở ngưỡng 1.600W trên trở kháng 8 ohm và nó có độ nhạy cao tới 118dB. Được thiết kế một bát siêu trầm đường kính 40cm, sở hữu bộ gân vải xếp tẩm dầu, gân màu đỏ đặc trưng của Sequin Vega siêu bền, nó có độ bền tới hàng trăm năm. Rất mềm ạ, không giống như là các dòng loa phun thông thường đâu ạ. Rất mềm và rất bền, hay còn gọi cách khác là gân chữ dầu, trong các rãnh được chữ một lượng dầu vừa đủ cho bảo quản gân cũng như giữ được độ mềm. Và với quả bát súp 40, lòng loa rất là sâu, sâu hơn của các đời JBL. Đó, chúng ta thấy độ vát của lòng loa rất sâu, xương đúc và lam châm từ lớn tới gần 20cm trên cặp Sequin Vega. Và một điều đặc biệt nữa, chúng ta thấy rằng hai quả bát đã siêu khủng rồi. Và phần thùng được ngăn khoang theo cơ chế của thùng ma trận, bởi vậy nó sẽ mang lại cho giải trầm vô địch ở phần khúc bát 40. Phần bên trên của cặp loa này chúng ta cùng quan sát, nó được thiết kế gồm một quả trung kèn gang. Quý vị thấy rằng đây nó là một quả kèn gang với đường kính họng 35 x 25cm. Họng bằng gang, quý vị thấy rằng cái họng này của nó là bằng gang ạ. Bởi vậy nó sẽ mang lại cho lời hát karaoke chuyên nghiệp, và khi nghe nhạc chúng ta sẽ thấy được sự thể hiện chi tiết đến từng lời hát và từng tiếng nhạc cụ gõ. Và phần bên trên là một quả check kèn với đường kính miệng 15cm trên cặp loa Sequin Vega V-15 với công suất ở ngưỡng 1.600W.
tất cả cặp loa còn đang rất mới. Chúng ta cùng quan sát tiếp theo. Phía bên hông cầm là cái tay cầm, phía bên hông của loa là một cái tay cầm của Zephyrin Vega rất đẹp bằng hợp kim. Phía sau lưng chúng ta cùng quan sát trên cặp loa còn đang mới long lanh này. Ở đây thì quý vị thấy được rằng trên cặp loa này nó được thiết kế gồm hai jack 6.5 ly và hai jack Canon. Ở đây chúng ta thấy được rằng 6.5 ly ở 1 in và 1 out và một jack new trick cho 1 in và 1 out. Chúng ta có thể cắm một jack vào kết nối này sang một cặp loa khác. Với công tắc điều chỉnh cho các chế độ sở hữu cho nghe nhạc và karaoke phía sau lưng. Zephyrin Vega V-153 đến từ Made in USA. Đó, quý vị nhìn những cặp loa hàng nòi đến từ Mỹ với sự thể hiện phong cách và đẳng cấp cực kỳ là tuyệt vời. Ở đây tôi đang cắm jack new trick phía sau. Đó, chúng ta vặn lại rất là chắc những dòng jack chuyên nghiệp. Và đặc biệt rằng phía dưới thùng loa thì chúng ta cùng quan sát. Đó, trong cặp loa này thì tôi đã giới thiệu trong cách đây ít hôm thì tôi cũng đã bán cho một anh em một cặp còn rất là mới ạ. Chúng ta thấy được rằng cái thùng của nó được ngăn khoang tại phần giữa. Đó, nó không đi thẳng hay là các cái cửa sổ thông thường. Và chúng ta thấy rằng nó ngăn khoang ở phần giữa thùng và nó đi ngược lên phía trên nóc và nó lại đi xuống. Bởi vậy tiếng bát của nó sẽ mang lại cho giải trầm nó xuống rất là sâu. Đây cũng là sự tính toán ở mức độ chi tiết nhất, hay còn gọi cách khác là một thiết kế phần thùng ma trận mang lại cho giải trầm đi ngóc ngách theo các khoang trên phần thùng loa, mang lại cho giải trầm thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Với công suất mạnh mẽ ở ngưỡng tối đa 1.600W trên cặp loa còn mới long lanh này. Chất âm chuyên nghiệp cho các không gian phòng khách lớn hay nhà hàng, quán bar hay vũ trường hoặc các quán karaoke chuyên nghiệp. Và phần phối ghép thì chúng ta cùng quan sát tiếp theo. Ở phần bên trên này tôi đang phối ghép cùng với một con Power Amplifier hay gọi là con bao đẩy của hãng Technic với model Q6. Được trang bị 24 con đèn Toshiba Japan. Mỗi con đèn có công suất ở ngưỡng 150W, bởi vậy nó là siêu khỏe, điều trị cho những cặp loa ở phân khúc bát 40 và bát 50. Tích hợp luôn chế độ bù áp đánh rất là khỏe và phần mặt phay nhôm vàng sang trọng bậc nhất trên giới audio. Một con vang số điều chỉnh cơ toàn phần, cũng như có thể điều chỉnh số cắm jack máy tính Realtek CS-71V. Tích hợp mạch nọc âm sắc, nó có tới 7 cần điều chỉnh cho giải nhạc ở mức độ tuyệt đối, cũng như điều chỉnh cho hệ thống mic. Và đồng thời trang bị các chế độ cổng vào hiện đại nhất, ví dụ như là cổng quang hay là kết nối Bluetooth hay là AUX thông thường. Các tính năng hiệu chỉnh cho phần Echo, Reverb hay Delay mang lại cho chất âm chuyên nghiệp cực kỳ là tuyệt vời. Và chúng ta thấy được rằng một bộ mic Shure UGX-21 4 râu để phối ghép cho cấu hình xịn sò phía bên trên như tôi đang giới thiệu. Và đồng thời trong đoạn clip này chúng ta thấy được rằng với các thiết bị cao cấp mà khi mà được phối ghép cho cặp loa Zephyrin Vega có cấu hình tới 1.600W, mạnh như là một cái vũ trường trước máy quay, và sự thể hiện chơi được đa dạng các phong cách nhạc, mang lại cho người nghe thưởng thức âm nhạc cũng như karaoke chuyên nghiệp. Với những không gian phòng khách có lẽ rằng quý vị chỉ chơi một cặp loa này nó đã khiến cho cả khu xóm phải rung động rất là mạnh rồi. Với cặp loa còn mới và còn đẹp xuất sắc và phần thông số tôi đã giới thiệu rất là chi tiết trên kênh của Toàn Audio Nam Định, luôn dành cho những anh em có phong cách màu nẻ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh, để chúng ta lại thấy được sự thể hiện ưu việt của cặp loa Zephyrin Vega đến từ Mỹ V-153.